Chào mừng các bạn đã đến với Sun TV, kênh dạy vẽ trên YouTube của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng biến những hình tròn thành những loại động vật rất là đáng yêu nhé. Các bạn hãy lấy giấy bút ra và thử vẽ cùng mình xem nào, rất là dễ đấy. Ở đây mình sẽ vẽ 6 hình tròn nha các bạn. Các bạn có thể biến hình tròn thành rất nhiều loại động vật khác nữa đấy. Trong video sau mình sẽ cố gắng dành thời gian để vẽ thêm những loại động vật khác. Đây là một chú rùa nha các bạn. Hôm nay mình sẽ vẽ 6 con vật, một chú rùa này, chú cá, một chú ốc sên, một chú chuột, một chú gì nữa nhỉ, tự dưng quên mất rồi. Một con cá này, rồi chúng này mình sẽ lấy một con bọ cánh cứng này, rồi một con ong nữa này. Đó, mình sẽ biến thành 6 con vật đó nha các bạn. Các bạn hãy cùng theo dõi video clip của mình nha. Và nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên ấn chia sẻ, ấn like, ấn đăng ký kênh và bật nút chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ chọn cho chú rùa màu xanh, rất là giống như video trước là mình hay tô, và cái lưng màu xanh đậm, còn phần thân là màu xanh nhạt đấy. Mình thấy tôi màu kiểu trông hay lắm mà khá giống ở bên ngoài. Còn chú ong này thì bạn có thể tùy tô màu như nào được. Mình nghĩ cái cánh để màu trắng thì nó quá, tôi thì mình phớt qua màu cam màu vàng và cho cái cánh nó rõ ràng hơn nha. Và chú cá thì dễ tô rồi, các bạn tô màu gì cũng được. Thường thì cá dưới biển nó tròn nó to như thế đấy, và có cái hình dáng như thế đấy, thì cá dưới biển màu gì cũng có luôn, thì dễ lắm. Còn chú chuột thì mình sẽ lấy bút chì để mình tô thành màu gọi là màu xám do ấy. Còn chú bọ kia thì mình sẽ tô thành màu cam, màu đỏ cũng được. Còn ốc sên thì mình sẽ tô màu tím nhé. Các bạn cùng theo dõi mình tô và cùng tô màu với mình nào.
Vậy là mình đã hoàn thành bức tranh của mình rồi, các bạn thấy có hay không? Chúc các bạn thành công nha! Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!